ty trách nhiệm hạn Bình Minh xin kính chào bà con. Áp dụng những công nghệ hiện đại và tiên tiến nhất, công ty trách nhiệm hạn Bình Minh không ngừng nỗ lực cố gắng cho ra đời dòng siêu phẩm máy ép dầu đa năng cho năng suất từ 10 đến 15 kg/giờ. Như bà con đã biết, trên thị trường hiện nay thì dầu lạc, dầu đậu nành được ưa chuộng rất là nhiều, rất là tốt cho sức khỏe. Máy được thiết kế với bảng điều khiển thông minh, linh hoạt, gồm các công tác khởi động máy, đồng hồ báo nhiệt giúp thuận tiện cho việc theo dõi, điều chỉnh nhiệt độ và lượng dầu ép ra. Máy có bộ phận sinh nhiệt nên nguyên liệu không cần phải rang qua, ngoại trừ với độ tương thì nên rang tái để đạt được nhiều dầu nhất. Máy ép dầu đa năng cho năng suất từ 10 đến 15 kg/giờ. Sử dụng động cơ 1,1 kW và nguồn điện gia đình 220 V phù hợp với tất cả các hộ kinh doanh. Máy hoạt động dựa trên chuyển động cơ học của trục xoắn, nguyên liệu từ phễu nạp chuyển động chạy xuống thân máy. Tại đây, trục xoắn quay tròn tạo thể tích rỗng với lòng ép ống trụ nghiền ép nguyên liệu. Bộ phận gia nhiệt và khoang ép làm việc sinh nhiệt làm chín dầu. Hệ thống tay khóa tiện lợi, tay khóa trong cố định trục ép, tay khóa ngoài dùng để điều chỉnh trục ép giúp người dùng ép kiệt được nguyên liệu. Máy được cải tiến với thiết kế nhỏ gọn hơn cùng với 4 bánh xe để dễ dàng di chuyển. Với hệ thống xử lý nhiệt hiện đại cùng bảng điều khiển thông minh giúp việc sử dụng trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Tỷ lệ ép kiệt dầu từ nguyên liệu lên tới 97%, tránh lãng phí nguyên liệu. Ngoài ra, bã nguyên liệu sau khi ép có thể sử dụng làm thức ăn chăn nuôi, như có thể dùng máy ép cám viên, ép bã lạc thành thức ăn dinh dưỡng cho vật nuôi. Máy được trang bị thêm dây nối đất và lắp đặt automat chống giật, an toàn cho người sử dụng khi xảy ra sự cố về điện. Các bộ phận nghiền ép được chế tạo hoàn toàn bằng chất liệu thép mạ chrome chống rỉ, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, lại dễ dàng vệ sinh sau khi sử dụng. Máy được thiết kế với hai cửa xả riêng biệt, một cửa xả ra dầu và một cửa xả ra bã. Và trong dây chuyền sản xuất dầu thì máy lọc dầu đóng vai trò vô cùng quan trọng, giúp bà con có thể tiết kiệm được thời gian trong quá trình lọc dầu, giúp tăng năng suất, đảm bảo dầu lọc ra đạt được hiệu quả chất lượng cao và có màu vàng óng. Máy được thiết kế với bồn làm việc rộng rãi, ngăn đôi bằng mặt sàn lỗ và vải lọc. Nắp nồi được trang bị 6 van khóa, siết chặt giữ cho nắp được đậy kín, ngăn không cho không khí lưu thông trong và ngoài khoang. Máy lọc dầu hoạt động dựa trên nguyên lý nén khí, tăng áp suất lên bề mặt và đẩy dầu sạch qua lưới lọc đi ra ngoài cửa xả. Việc này giúp lọc sạch những cặn bã, giúp cho dầu ra đảm bảo được màu sắc vàng óng và trong. Máy lọc dầu sử dụng dòng điện 220V cho năng suất từ 8 đến 10 lít/giờ. Máy được thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng di chuyển như 4 bánh xe. Hệ thống lọc khí nén giúp máy lọc nhanh, tiết kiệm được thời gian và nhân công. Khi sử dụng máy, sản lượng dầu ra rất nhiều, nhưng muốn lọc bỏ hết tạp chất thì phải cần sử dụng máy lọc dầu. Như vậy, sản phẩm dầu ra sẽ đảm bảo được chất lượng đối với người sử dụng. Dầu sau khi lọc có thể đưa vào để chế biến thức ăn. Quan trọng hơn là dầu khi lọc sẽ không bị khét cũng như bị cháy đen giống như những loại dầu đang bán trên thị trường. Bằng những kinh nghiệm và bề dày hoạt động lên đến 30 năm, công ty trách nhiệm hạn Bình Minh cam kết đem lại những sản phẩm tốt nhất và chất lượng nhất. Mọi thắc mắc hãy liên hệ ngay 0911754422 hoặc 0941724466. Máy được sản xuất trực tiếp tại xưởng, bảo hành lên đến 6 tháng. Sự hài lòng của khách hàng chính là thành công lớn nhất của công ty chúng tôi. Thu Hoa xin chân thành cảm ơn, chúc bà con thành công.